Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn một số clips hay để cùng luyện listening skills. Bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu với clip đầu tiên. Good morning. It's a pleasure to be here this morning. I'm going to ask your indulgence on two things. It's allergy season, so I have a real hard time during this time of the year speaking. And two, most of the speaking I do when I walk up to the podium is very technical. It deals with cybercrime and identity theft, forgery, embezzlements, and things of that nature. I don't often talk about my life, but Google has asked me today to do something that different and talk a little bit about my life, so I will do that. Speaker vừa rồi là ông Frank Abagnale, hiện là cố vấn và giảng viên cho Học viện FBI. Câu chuyện về cuộc đời ông từng được dựng thành phim Catch Me If You Can vào năm 2002, được Leonardo DiCaprio thủ vai ông lúc trẻ. As you know, I've had a lot of people tell my story. I had a great movie director write a film about my life. I had a great Broadway musical team make a Tony Award-winning Broadway musical about my life. I had a popular television show on TV, White Collar, for 4 years, created around my life. And most of those very creative people have actually never met me personally. Năm 2017, ông Abagnale được mời xuất hiện trong Talks at Google để chia sẻ quan điểm cá nhân về cuộc sống của chính ông. Và theo mình, thì ông ấy là một trong những speaker hay nhất mình từng được nghe. I was one of those few children that got to grow up in the world with a daddy. Now the world is full of fathers, but there are very few men worthy of being called daddy by their child. Để các bạn có thể xem đầy đủ hơn về cuộc đời thú vị của ông, mình sẽ để link gốc ở bên dưới cho các bạn tham khảo. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục xem qua clip thứ hai của một nhân vật khá nổi tiếng. And because it's not based on language, because it's so physical, Mr. B, presumably it's popular everywhere. It has what we might call a global outreach. So, like, yes. Our holidays are misery. Can you go anywhere? Well, yeah, I can't go to many places where you're not recognized. Yeah, the thing I find most tricky is when people don't recognize you particularly, but half recognize you. You know, it's that strange thing where they go... Xem đến đây thì chắc các bạn cũng đã nhận ra Mr. Bean. Tên thật của ông là Rowan Atkinson. And he came up to me after a while and he said, "Excuse me, has anyone ever told you that you're the absolute spitting image of that Mr. Bean?" And I said, "Well, actually, I am the actor who plays Mr. Bean." And he said, I bet you wish you were. Với những bạn đã xem qua loạt phim của Mr. Bean, chắc không sẽ bất ngờ với giọng thật của diễn viên Rowan Atkinson. Trong vai trò là một khách mời của talk show, ông trả lời câu hỏi của MC một cách từ tốn và rõ ràng, đem lại cho người xem sự bất ngờ vì sự chín chắn khác hẳn với tính cách nhân vật mà ông thủ vai. But what was funny was how close he thought I was to you know, he said the resemblance is uncanny. Have you ever thought of doing any you know, look-alike work, like you know, stag nights and hen nights? You know, you can go along as Mr. Bean. And I said, no, and he said, because you can make an absolute fortune. Khi kể về một tình huống của chính mình trong cuộc sống, ông áp dụng cử chỉ và thay đổi tông giọng phù hợp lúc vào vai của nhân vật mà ông đề cập đến, giúp cho người xem dễ hình dung được tình huống và tính hài hước của sự việc. Ok, chúng ta cùng nhau xem qua clip tiếp theo của một speaker khác. We don't do hard physical work like that, man. Why do you think you don't see very many Indian athletes? You think I see an Indian guy in the NFL? Ok, down, set, hike, hike! Go, run, run! Run with it! I'm waiting here, go! Faster, faster! We are winning. Đây là thể loại kể chuyện hài, độc thoại trên sân khấu. Speaker là Russell Peters, từng nổi tiếng trong làng giải trí tại Mỹ và Canada. But I'm thinking if we're all going to mix anyway, let's start mixing people now that would never normally mix. Just to see what we'll get. I'm Indian. I could hook up with a Jewish girl. We could have little Hindus. Get a woman from the Philippines, a guy from Holland, little jalapenos. Guy from Cuba, a woman from Iceland, little ice cubes. A French and a Greek, freak.
Với đoạn này, nó đòi hỏi kỹ năng của người nghe phải theo được tốc độ nói khá nhanh, cộng với sự thay đổi accent, mà ở đây accent tiếng Anh của người Ấn Độ. Unless you're Anthony by day and tap some bong by night. You'd be like a Chinese superhero, man. It's China, man. He got two chopsticks on his shirt. Shooting noodles out of his wrist. Catching bad guys with stale fortune cookies. Confucius say, you go to jail, bad boy. Nói chung, thể loại hài thường pha trộn nhiều thứ liên quan với nhau trong cuộc sống, bao gồm văn hóa, kiến thức đời sống, cộng với ngữ cảnh được tạo ra bởi người nói, nên nó khá phức tạp, và việc giải thích lại câu chuyện đó sẽ không truyền tải được hết các yếu tố dí dỏm để làm bạn cười. Mình sẽ để hết link gốc của ba speakers ở phần description. Hy vọng những clip tham khảo trên sẽ giúp ích cho phần luyện tập listening của các bạn. Hẹn gặp các bạn trong những video sau. Stay mindful. Goodbye.